Xin được kính chào tất cả quý cô chú anh chị, quý mạnh thường quân và quý khán giả đang xem kênh Thương Phạm. Thông tin hôm nay thì em Lành cũng mới vừa báo với Thuận là đã rút được một ống thông tiểu, đường tiểu của chú anh chị. Do nhà cửa của em dột quá cho nên là anh chị em cũng hỗ trợ cho cái bơm cát, bơm hai cái ao bên hông á. Để trời ơi, bơm tới. Chào con, chào cô. Dạ, chú hả? Dạ, dạ. Là bơm cát nó lầy ra tới đây hả cô? Ừ. Rồi Lành ở đâu? Ở chào em. Trời ơi, trời rồi, rồi thua luôn rồi. Dạ, em chào anh chị. Trời ơi, rồi rồi quay phía trên đó, sao ly quay phía trên đó. Em đang tiểu. Rồi rút, em báo rút được một ống rồi phải không? Dạ, em rút được ống rồi anh. À. Rồi rút về hồi nào? Dạ, em về kia anh. Đeo cổ của em. Rồi, rồi con em vô đây luôn hả? Dạ, bơm cát rồi mưa rồi nó dột quá, vô ở nhờ ông nội bà nội chứ. À, nhà của ông nội bà nội hả? Dạ. Là bơm cát là nước nó chảy lên tới đây luôn nè. Ghê trời. Rồi tiền đâu mình bơm cát vậy? À, ở đây bà con ta thấy người ta khổ quá nên người cho 100 200, người cho cũng được đâu mấy triệu, rồi em mượn cháu với mấy anh em đó, rồi đủ tiền bơm cát được 8 triệu anh. Là bơm cái này mấy triệu, bơm này không á? Dạ 8 triệu. Vậy hả? Dạ. Nhưng mà bơm lắp được cái ảo, bơm xong chưa? Xong dạ. Chưa anh thở? Dạ, dạ, xong chưa? Dạ xong rồi. Vậy đó hả? Dạ. Ôi đây, khỏi kẹp đi, để anh đi ra anh xem thế nào ha. Dạ. Rồi. Đây, cái... chân thần cũng dở chân rồi. Trời ơi, tội nghiệp cô quá vậy. Ừ, hết trơn rồi. Dạ. Bỏ dép về đi, không sao đâu. Rồi. Bỏ cho nó đi. Thôi em ở đó đi. Dạ. Nhà em còn ở được không? Dạ. Đi tự anh. Đây là cái nhà của cha mẹ của em. Trời ơi, xinh vậy đó hả? Dạ. Là mình được hai cái ao, lắp cái ao nào rồi? Dạ, đó... ao đó vào này. Lắp được ao này ha? Dạ. Hai ao luôn. Ở đó có được, đó cũng có cao luôn. À. Được hai ao. Rồi vậy là lành hết ở luôn rồi. Thì giờ đẩy khô chứ giờ nó bơm cát nó chạy sao. Chết bà rồi. Vô nhà hết trơn luôn rồi. Quần áo gối gì. Quá trời quá đất rồi. Con cá nó vô đây luôn hả? Thánh thần rồi, cá vô nhà luôn. Trời ơi. Ăn cái gì đây nè? Còn ăn cơm nè. Thôi được rồi, cũng mừng rồi. Dạ. Anh là sao? Em con cậu giống. Vậy đó hả? Dạ. Vậy là phụ không? Dạ em phụ. Phụ em lành. Dạ. Còn cái đội bơm cát là thật xong rồi. Hả? Dạ, bơm cát là xong rồi. Trời, cá này chết không trời. Kéo lên lấy. Cái gì mà giữ vậy chú? Kéo cái gì vậy? Rồi bơm về cá có sao không? Bơm về cá có sao không? Nó không có đâu. Dạ. Đây là cái ao này lắp được rồi nè. Cái ghe này mấy khối mà giữ thần ha. Lắp được hai cái ao luôn. Là nhiêu đây mà 8 triệu là rẻ đó cô chú anh chị. Thì em với vợ em là phải sống trong cái chòi này nè. Bị tai nạn, em bị lòi cái ruột á. Rồi còn phải vợ em thì mới sanh con nữa. Lại sanh non nữa. Cho nên là cuộc sống của em á là mưu sinh bằng bán vé số. Rồi là hai vợ chồng mình là ra đây hồi nào mà anh thấy mà chén cơm đồ còn rồi đó. Ôi trời ơi, trời ơi. Còn chén cơm đồ còn rồi đó vậy? Dạ anh ở ngoài rồi mưa dột rồi nãy kia rồi mà bơm cát rồi cái em vô mới ngày hôm qua anh. Đều ha. Dạ. Chào chú Thận với cô đi con. Chú chào con. Bữa nay đỡ méo chút xíu nè. Chào. Dạ. Rồi nghe em nói là rút một ống tiểu ra là tả cho anh biết đây. Đi hồi nào và sao? Dạ em đi bữa đó bữa mấy tay?
9 tay, 11 tay đúng không? 11 tay. Dạ em đi bữa 11 tay. Em đi trong ngày đó em về luôn. Rồi lên chảnh em rút em một ống tiểu. Rồi bác sĩ kêu về. Tại vì bây giờ còn một ống tiểu. Còn đó là còn tháng, tháng khoảng hơn tháng nữa. Cỡ tháng 2, tháng 3 là âm lịch hay dương lịch? Ở trên lịch á. Vậy là tháng 2, tháng 3 còn khoảng 2 tháng, hơn 2 tháng nữa. Dạ. Rồi là bác sĩ nói diễn biến cái vết thương mình sao rồi? Thì cái vết thương của em á thì nó có ổn định rồi. Tại vì em đâu có bệnh hoạn gì đâu. Dạ em không có bệnh hoạn, tại em bị tai nạn thôi chứ. Ừ. Chào con nghe, quần áo này có phải là quần áo của cô chú Minh Thường Quân gửi cho không vậy? Gì thì nhớ. Rồi ấm cúng quá rồi. Thấy nhà em bơm nó ngập hết trơn luôn rồi. Dạ, nó ngập hết trơn, nó vô ở nhờ ông nội thôi, bà nội. Rồi tất cả là mình bơm mấy ghe cát vậy? Dạ, có một ghe á. Một ghe mà nhiều dữ vậy đó hả? Dạ. Nó tràn nước lên tới đây nè cô chú anh chị. Rồi rồi bú nữa. Rồi bú cho con bú này. Bú quỷ luôn đi. Rồi con chào chú. Dạ. Bữa nay ta thấy lành cũng cô chú bà con ở đây hỗ trợ phụ bơm cát rồi thấy cũng mừng nè. Dạ. Cát này là tiền bơm cát này là nãy em nói của ai? Dạ em nhờ mấy chú xóm nghiện đây, thấy vợ chồng em khổ quá không có tiền bơm, người cho 100 200 người cho được đâu 4 triệu rồi không đủ, rồi em mới mượn nhỏ cháu 2 triệu. Rồi em mượn nhỏ em 2 triệu nữa là 8 triệu. Là bơm ghe cá như vậy là 8 triệu anh. 8 triệu hả? Dạ. Rồi bây giờ bữa nay thì nói chung là cái vấn đề mà thấy em lo lắng để làm cái căn nhà thì anh cũng mừng. Dạ. Ráng làm cái căn nhà che nắng che mưa để vợ con mình ra đó ở. Dạ. Dạ. Và trước khi mà làm cái nhà là coi như là anh sẽ lo cái nói chung là lo cái mạng em trước á. Dạ. Là dạ. Anh muốn hỏi là bây giờ là từ đây cho tới vòng ruột. Dạ. À, em tính kỹ ha, từ dạ. đây tới vòng ruột. Dạ. Rồi bác sĩ báo bao nhiêu là mình sẽ tốn là khoảng bao nhiêu nữa để mình làm cái gì, ví dụ mình làm nhà hay làm gì đó, bất cứ cái gì phải chừa cái khoản tiền đó ra. Dạ. Lo cứu em trước đã. Dạ. À, thì bác sĩ em nên trả nó mỗi bác sĩ bây giờ cái vòng ruột hormone môn của em là khoảng bao nhiêu tiền. Bác sĩ nói là khoảng 20 hoặc là 25 triệu. Rồi ừ. Em tính tiền xe tiền đồ á là cũng cỡ 3 triệu á anh. 30 chắc chứ em? Dạ chắc anh. Ờ vậy á, để em biết chị không, mình cất nhà mình xây nhà để giúp đỡ cho em á thì để mình chừa cái khoản đó ra. Dạ. Để thôi là mình làm hết là em hết cái khoản đó là mai mốt là em đi làm là không còn ngàn nào nữa, lên là em khổ luôn. Dạ. Là chắc chưa, tính kỹ chưa nha? Dạ em có hỏi bác sĩ rồi anh. Rồi. Rồi coi như là cái phần giá cả mà để đi lắp cái ruột của em là em báo như vậy là chắc ăn rồi ha. Dạ. Rồi bây giờ là tiếp theo thì như ở đây em có quen anh chị em nào mà cất nhà đây không? Như anh chị em trong họ hàng mình là có người nào cất được nhà tiền chế hay gì không? Dạ có quen mà, nhưng mà người ta đi làm, lúc này người ta đi làm hết rồi. Ừ. Giờ em không biết kêu ai giờ. Có anh Nhí, anh nhờ anh Nhí. Rồi nếu em nói như vậy á thì em thử hỏi thử cái nhà tiền chế. Dạ. Của mình đưa ra là gồm có một cái phòng khách. Dạ. À, rồi hai chồng em là tính mấy phòng ngủ? Dạ một phòng ngủ cũng được anh, phòng ngủ ha. Dạ. Rồi anh nghe anh tả ha. Dạ. Được á thì mình mới hợp tác ha. Dạ. Một phòng khách. Dạ. Một phòng ngủ. Dạ. Một bếp nấu ăn. Dạ. Rồi một phòng tắm. Dạ. Rồi nhà vệ sinh á để mình tắm rửa, mình giặt giũ thay đồ là dạ. Với cái số tiền mình là chắc có lẽ làm được nhà tiền chế. Dạ. Thì hôm trước á anh đọc tiền chắc em còn nhớ hả? Dạ. Khoảng 95 triệu 080 mấy ngàn đó. Dạ. Là cho 95 triệu 100 ngàn đi. Dạ. Đó thì em dồn ruột lại là 30 triệu. Dạ. Thì nó cũng còn lại là 65 triệu. Ừ, 65 triệu. Dạ.
rồi em cất trong cái phòng phạm vi là 60 triệu đổ lại thôi. Dạ. Nha, số dạ. mức cao mình bao nhiêu đó. Dạ. Hợp đồng được thì làm. Dạ. Nha. Dạ. Anh nên nghĩ là mình cất cái nhà là bề ngang là 4 mét. Dạ. Bề dài thấp gì cũng 10 mét nha. Dạ. Rồi nghe lời anh, nhớ lời anh dặn ha. Dạ. Tại vì thì anh không có quen với những người thợ địa phương ở đây. Dạ. Trong thời gian vừa qua thì Thuận cũng nhận được một số anh chị gửi tin nhắn với Thuận là bằng Zalo luôn á, là nói có kênh khác người ta cất có mấy chục triệu được cái nhà, nhưng mà Thuận chào hoài không có thấy kênh nào lên hợp đồng với Thuận á. Thuận cũng có kêu gọi anh chị nào mà giúp đỡ được bà con nghèo, bà con khó khăn được cái nhà mà nhà tường là mấy chục triệu thì Thuận cố gắng hợp tác để giúp đỡ. Nhưng mà Thuận nhắn tin xong rồi Thuận alo lại, Thuận gọi lại cũng không được, rồi cũng không có nhận nhà làm luôn. Nói cho nên là cũng khó cho Thuận nữa. Là cái nhà thường thường á, Thuận đi giúp đỡ cùng với anh thầu là anh Linh á, là cất cái nhà là gồm có là diện tích là khoảng là diện tích là 4 mét. Bề dài á là thường thường là như mấy cái nhà căn nhà Thuận cất gọi là bề dài 12 mét, lọt lòng ở trong là 10 mét, nó có cái kết trước là 2 mét nữa là ra 12 mét. Rồi trong nhà thường mấy cái căn nhà Thuận cất gọi là hai phòng ngủ, một phòng khách, rồi một cái bếp nấu ăn với lại là cái phòng vệ sinh. Rồi tất cả là cất là sắt tám và sắt 10, lợp tôn hoa sen, có đóng la phong. Dạ. Đó thì cô chú anh chị nào mà lãnh được cái căn nhà nó như vậy đó. Rồi quên đó, rồi điện, điện nước, rồi xén đồ đầy đủ hết trơn luôn. Rồi nói chung là bồn cầu vệ sinh là tổng hết trơn luôn. Có nói chung là cái hoàn cảnh khó khăn là dời nhà vô đó ăn, là gia đình không cần phải làm cái gì nữa hết. Thì cái căn nhà như Thuận tả như vậy đó là nếu mà cô chú anh chị nào mà lãnh được cái giá mà dưới 100 triệu rẻ hơn anh thầu á, thì xin hãy gọi với Thuận. Dạ, tại vì Thuận nhận được một số anh chị là nhắn tin trực tiếp luôn, nhưng mà Thuận phản hồi lại để hợp đồng á, thì không trả lời không gì hết. Dạ. Ở vùng đất ở đây á, thì đào xuống khoảng chừng 2-3 lưỡi giá là nước không à. Cho nên nó cất cái nhà thì như anh thầu anh nói đó, là hôm trước Thuận gọi, hôm trước Thuận nói với ảnh là ảnh có thể làm được mấy chục triệu cũng được nữa, nhưng mà ảnh làm không có sắt hoặc là ít sắt lại. Thì như vậy á, thì cái vùng đất ở trong thôn là nó không có chắc được cái nhà nó sẽ nứt. Rồi thì Thuận tả cái căn nhà vậy, anh cô chú anh chị nào bên đội thợ nào rảnh được để hỗ trợ Thuận, để giúp đỡ cho bà con nghèo, bà con khó khăn thì xin hãy liên lạc tới Thuận để cộng tác để làm nhà giúp đỡ cho bà con nghèo, bà con khó khăn. Trong thời gian vừa qua thì nhận được như vậy mà liên lạc lại không được, thì Thuận thấy cũng cố gắng luôn đó cô chú anh chị. Còn nếu mà cô chú anh chị nào mà nhận được thì Thuận xin kính mời. Còn bây giờ là em nghe rõ là số tiền của mình là còn lại khoảng 65 triệu thôi em ha. Dạ. Mình ví dụ mình có ham cái nhà quá thì mình tối đa là 60 nha. Dạ. Càng thấp càng tốt để cho dạ. vợ chồng em còn càng dư vốn ra, mai mốt còn lắp cái đó lại. Dạ. Lắp cái ruột lại là mình còn đi bán vé số nữa. Dạ. Còn vốn tích lũy lại ha. Dạ. Đâu anh coi cái ruột bây giờ còn lòi không? Dạ còn anh. Thôi thôi thôi, đừng giả, thôi thôi rồi. Dạ. Không có mặc quần luôn phải không? Dạ, nhưng mà nó nhảy cút cái ống gà, nó nhảy, nó gắt đêm hôm. Trời đất ơi, nó nhức, không có ngủ. Rồi là vợ chồng em ra đây là ngủ chỗ nào? Dạ, trong buồng anh. Rồi cái nôi điện á, cái nôi điện có tháo ra có xài chưa? Dạ có, rồi xài thử rồi. Gắt chưa? Dạ gắt được rồi anh. Ừ, vậy cũng mừng rồi. Bà con cũng thương em, cũng hỗ trợ cho em như vậy, hôm nay bơm cát như vậy thì cũng mừng rồi. Cố gắng chứ biết sao vợ. Dạ. Nói chung là Thuận cũng đau đầu lắm cô chú chị, đau đầu cái vấn đề mà xây nhà lắm. Thuận muốn là cũng là giúp đỡ cho bà con là sát cái giá luôn, nhưng mà Thuận gợi ý cái giá mà 80-90%, thậm chí 101-102 không có ai nhận hết trơn á. Ở đây là tỉnh Vĩnh Long của chú anh chị em nào mà
làm bên thầu xây dựng mà Thuận tả nãy đó, nhà sắt rồi dân vậy đó mà. Thuận cũng có quay mấy cái căn nhà đó của chú anh chị xem kênh đi, rồi có cái nhà y chang vậy mà rẻ hơn nữa thì cứ hợp tác với Thuận, không có gì hết cô chú anh chị. Dạ làm thì cô chú Mạnh Thường Quân gửi tiền về là có tiền liền, trả tiền liền à. Dạ anh chị nào cất được giá như vậy để giúp đỡ bà con nghèo, bà con khó khăn thì cứ liên hệ với Thuận Phạm. Câu chuyện gia đình của em á là nên cứu em trước. Dạ là cho nên là anh thấy hỏi đó, mình phải lắp cái ruột trước rồi dư tiền bao nhiêu mình mới nói đến cái nhà. Dạ là bây giờ em tính kỹ chưa? Dạ em tính kỹ anh. Là 30 triệu phải không? Dạ 30 triệu vậy thì dòng của bác sĩ là nói là 25 triệu, nhưng mà còn 5 triệu đó là em đi xe, hai chồng em ăn uống trong cái ngày hoặc là nhập viện. Là nói chung là nhập viện á là em cũng có bảo hiểm mà tốn cũng không có nhiều tiền hết, chỉ là tốn là tiền cái dồn cái hormone của em thôi. Rồi vậy ha chị. Dạ. Nếu mà 30 triệu đó bây giờ là anh sẽ đưa cho em luôn thì em giữ được không? Dạ em giữ thì tới nhà em đi tái khám bác sĩ cho em đi biết cho em ngày đó đi nhét cái hormone thì em đi. Rồi nhưng mà bây giờ là anh sẽ đưa em liền, bây giờ là em giữ ở đây có an toàn không? Dạ an toàn anh. Chắc không? Dạ được, cái gì là anh đưa nghe, đưa là mai mốt là nói tới cái tiền này nữa là anh ngỡ ngàng đó nha. Dạ rồi, coi như là cái phần lo cho em là cái bệnh hoạn của em là coi như là xong đó cô chú anh chị. Tại vì em là không có bệnh trong người này, em là cái người bình thường bị xe cán bị như vậy, bây giờ vết thương cũng bác sĩ cũng nói như vậy rồi, thì bây giờ Thuận sẽ đưa cái số tiền này cho em, coi như là cái số tiền này nó đã hoàn thành cái vừa là đủ cái hành trình đi của em. Thì cái tiền còn lại thì Thuận sẽ kết hợp với em để cho em ở đây em thuê cái anh chị em ở đây làm nhà tiền chế đó. Tại vì cái đội thợ mà xây nhà thường thường với Thuận Phạm đó thì cất nhà tường không à, thì nhà tiền chế thì Thuận không có chuyên. Vậy thì ở đây em gắng cố gắng ha, hợp đồng nhà càng rẻ càng tốt anh ha. Dạ thế dạ. Em gắng cố gắng kiếm thợ này kia rồi xong thôi em điện cho anh Thuận biết. Rồi vậy bây giờ anh gửi cho em là 30 triệu. Dạ nha. Bây giờ thì Thuận sẽ đưa trực tiếp cho em 30 triệu để cho em lắp lại cái bộ cái ruột của em lòi ra đó, thì để cho em là lo cái mạng của em trước đi, nó xong cái này mới được chứ. Thôi mà cất nhà rồi cái đầu là ham cất, cái đầu là thiếu tiền nữa thì không có được, phải lo cho cái người em trước. 95.082.000, chích ra 30 triệu thì còn lại là 65.082.000. Rồi cô chú anh chị nhớ số tiền này giúp Thuận. Rồi một cái này là 20 triệu nè em. Em đếm giùm anh ha. Rồi. Dạ khỏi đếm anh. Rồi cái này là 10 triệu là dạ. 30 triệu. Dạ. Đếm giùm anh đi, đâu đó rõ ràng, làm việc đâu đó rõ ràng. Thuận đếm luôn mà cái số tiền này Thuận rút cho người bán ra hơi nhiều quá, để cho em đếm cho chắc ăn. Rồi Thuận nhắc lại cô chú anh chị em nào mà cất được cái căn nhà Thuận mới vừa nói đó, có đầy đủ sắt, có đầy đủ la phong, rồi tôn Thuận xin được nhắc lại là tôn hoa sen luôn á, rồi được cái căn nhà mà nhà tường như vậy giá mà rẻ, giống như là cô chú anh chị mà thường mà gọi nói Thuận á, cái nhà không được 100 triệu luôn mà cất được vậy. Dạ nhưng mà không, Thuận không có thấy hồi âm lại gì hết trơn, Thuận gọi điện luôn để hợp đồng để xây nhà mà cũng không thấy trả lời luôn, người tắt máy luôn. Nói cô chú chị nào mà cất được thì xin hãy liên hệ với Thuận. Thế thôi Thuận rối lắm cô chú chị, nói mà không có làm á, cho nên là Thuận rối, nói phải làm. Giống như em là cất nhà tới đứt rồi, bữa nay bơm cát thục xịn như vậy nè, nhưng mà Thuận lưỡng lự chờ hồi âm để cất nhà mà không thấy hồi âm lại gì hết. Nó cái nhà cất giống như Thuận nói thì Thuận thấy rất là an toàn cho bà con, gió mưa bão bùng rồi thì cái căn nhà nó rất là chắc, không bị dột không bị gì hết. Khoảng 2 ngày thì hai anh em có đưa cháu Tân mà đi Đồng Nai để trị bệnh đó,
rồi cho nên là ai cũng bị say xe không về, rồi là coi như là ngủ truyền miên luôn. Rồi cảm ơn anh nha. Dạ anh nha. Mưa luôn rồi chú chị. Rồi mưa luôn rồi chú chị. Rồi cũng nói ở đây luôn nha. Ủa rồi chưa em, đủ chưa? Dạ đủ rồi anh. Rồi cố gắng lên em ha. Dạ. Cảm ơn. Dạ. Dạ em cảm ơn mấy anh mấy chị tên Mạnh Thường Quân có nhiều sức khỏe để sau này để giúp đỡ cho những người cá khó khăn hơn em nữa. Em rất là trân trọng cảm ơn mấy anh mấy chị đó. Anh đứng ở ngoài anh nghe không có rõ cho nên là em cũng cố gắng lên nha. Dạ. Chứ là giữ tiền cẩn thận nha. Dạ em cố gắng. Ừ. Để... kiếm cái dạ. Rồi rồi. Em ơi, cảm ơn các Mạnh Thường Quân đồ giúp đỡ vợ chồng em. Chúc Mạnh Thường Quân mạnh võ mạnh khỏe, giúp đỡ mấy người vừa khốn khổ. Rồi cố gắng lên em ha. Rồi thấy em lo lắng để lo làm nhà, hôm nay bơm cát như vậy thì thấy lo lắng được như vậy cũng mừng rồi. Chứ những cái hoàn cảnh mà giúp mà thù lo được rồi thì cũng đỡ rồi chú chị. Sợ là sợ giúp xong thì lo ăn lo nhậu, chứ như em vậy lo phụ bơm cát rồi với cô chú Mạnh Thường Quân với thợ Thượng Phạm đó, được như vậy Thượng rất là mừng luôn. Cố gắng lên chứ sao giờ, nhớ giữ gìn rồi cẩn thận tiền nha. Rồi bây giờ là số tiền Thượng Phạm còn giữ đó, Thượng Phạm an tâm để giúp đỡ cho em cái căn nhà. Vậy thì anh chị em nào ở đây làm thợ mà làm nhà tiền kế thì em nhờ đi ha. Em như vậy thì em cũng không đi được đâu nhờ. Nhưng mà em xách cái chai như vậy đó rồi em đi tới đi lưu được không? Bây giờ rút ra rồi em đi tới đi lưu được không? Đâu em đi em coi coi. Vậy đó hả? Trời đất ơi trời. Vậy cũng mừng rồi. Rồi rồi đi trở lại đi em ơi. Cảm bóng tiền đi kìa. Rồi không biết sao giờ mưa luôn cô chú anh chị. Kính thưa tất cả quý cô chú anh chị, quý Mạnh Thường Quân và quý khán giả, trước khi khép video lại một lần nữa Thượng xin gửi lời chân thành cảm ơn tới tất cả quý Mạnh Thường Quân đã đồng hành cùng Thượng Phạm giúp đỡ cho em trong suốt thời gian vừa qua. Đương nhiên là gia đình của em đó là rất là vừa mà chị được cái bệnh lòi ruột, coi như là em bị lòi ruột á, mà vừa cất cái nhà và coi như là nó hai ba thứ dọn vô cho nên là rất là đuối. Nhưng mà cô chú Mạnh Thường Quân cũng cố gắng đồng hành cùng Thượng Phạm giúp đỡ được như vậy, Thượng cũng rất là mừng cho chú chị. Tuy rằng là cách không được nhà tường nhưng mà là nhà tiền chế, nhưng mà cũng là điều hạnh phúc và Thượng thấy là rất là hạnh phúc để cho em, tại vì Thượng thấy em cũng lo chú thú làm ăn, lo cho gia đình, cũng cố gắng xin gửi lời chân thành cảm ơn và chúc sức khỏe với Mạnh Thường Quân rất là nhiều. Thì bây giờ Thượng cũng xin phép video lại đây, đây hẹn gặp lại tất cả quý bà cô chú và tất cả quý người dân mình lúc sau. Xin chào và hẹn gặp lại. Nhưng mà Thượng cũng chưa có về được đâu. Rồi lớn luôn rồi. Mưa như vậy là chắc cái nhà em ở kia chắc dột hết hả? Trời ơi, hồi nữa Thượng gán đi ra ngoài phía cái nhà Thượng coi cái nước cỡ nào. Rồi thì bây giờ Thượng xin khép video lại tại đây.